ប្រជាពលរដ្ឋបានចោទប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលរឿងថ្មីភ្នែកឲ្យមានការជីករណ្ដៅដីដ៏សែនជ្រៅនៅក្នុងឃុំកន្ទុក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគឺបានចោទប្រកាន់ប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលថាបានថ្មីភ្នែកបាក់ដីឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកដីជីករណ្ដៅយកអាចដីដ៏សែនជ្រៅខុសផ្ទុយពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងភូមិស្រីស្នំឃុំកន្ទុស្រុកកណ្ដ
chênh bì rừng đáy đỏ sàn chơi dần làm nút rộp rồi chương đai bùng miên cùng rộp ở vầy lái thưa ai thù lý đầy hơi khmul khmảnh nâng đầy chú rì bài bình phần hai giờ vấy đây chỉ gặp rùi bà rộng bùng phót nút cư tha rừng đáy đỏ sàn chơi đài ác thua ai bạc quang đòi chỉ vật mà nút sạch nâng ca bạc tiên đầy phùm rộp bạc quạt bạn đã bật tôi bây giờ được cho nên đấy kê mình đã khơi một tay chúng nên vì một tia này đang tham một phút khai cẩn đáo cho tới trụt bị nứt đủ lại tam sẽ cái đây đi các bạn bệnh chuyện tha mà chả được đá đầy nít miền chỉ một đín hơi ăn đầy tiếng ở tây ban kê đặt cho tới chặn nơi không cần than dòng nặng đổ thầu mũi rồi bỏ ốc ngã đầy thì mà nẹt đầm miền chỉ một hạt nuôn rất thì đầm miền tì tăng thật nơi chất spin bệt hầu cụ bệnh chuyện tha bẹo con từ năng được đá đầy rồi xuống ra đang tham một phút ban sầm rác ăn nhát ở chiếc trăm tay chấm rớ vì bay tới pramai tại phần nọ còn đã chỉ tu tới khi con sủng con khơi tha đại ca phê phá hai đồng bằng một tay chấm nến nâng ẩm bơ phục ở lùi phong nút ban bằng co ở miền ca chi rồi đào đây giang à nà thập tay khá là hồ tạo đoàn mà phây tới sam sập mặt cầu miến đại ban khai từ chi hàn thì phây giang thuần hốt đào tạ để thán nâng nhẹ rồi nới bài các bài rồi đáp đầy đủ về con tận năng tăng hạ khẳng lứa lục chọn cùng bờ thiên một tia rái đừng tham một phút khát cần đáo bàn thái cao bị bất minh thả lúc mình ai còn vô lương đi tam tụ giáp bàn tế đời sna sông ai nhẹ xa được phần miên chụp này cả nhà lầy chấm này ai lục bô nà rết à bị bà sập cần đá sướng bàn thái thác cùng bung chụp ở vườn